Hi, hello cả nhà nha. Thì em được cũng xin chào cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của em nha. Hiện tại thì trời đang mưa luôn các bạn ơi, nên hàng cũng về rất là nhiều. Cũng tranh thủ quay lên upload cho anh em đâu xem coi cả nhà mình, anh em mình có cần được mẫu nào thì cứ mua ủng hộ shop em nha. Đó thì dụng cụ câu cá của em thì có đầy đủ dụng cụ cần câu, máy câu cũng như dây câu nha anh em. Nó giá từ học sinh sinh viên đó, tầm trung đồ có đầy đủ nha anh em, dây câu đài có đồ nè đó, nghe hơi cần đơn cần máy, nói chung là đầy đủ dụng cụ nha cả nhà. Nó cần rất là nhiều luôn nha anh em, đó rất là nhiều nha, đó dụng cụ câu cá mò mềm đó, nghe hơi nè, chuột lời ca đó, thì đầy đủ để phục vụ cả nhà anh em mình ha. Đó rồi, đầu tiên thì em xin giới thiệu đó là mẫu máy câu đờ rong nha cả nhà. Đó, mẫu này bữa nay là có hàng lại rồi nghe anh em, đó làm về đủ xây luôn, 4.000, 5.000 và 6.000 cho cả nhà mình luôn nha. Đó, mẫu đờ rong, cosplay đờ rong nha anh em. Đó, thiết kế là hầu như là full kim loại nha anh em, anh xin mới sơ lại cho anh em nha. Chân máy là kim loại nha, chân này là kim loại, tay quay ghen dặn kim loại nha anh em. Đó, anh em siết tới là em vô rồi chịu cái gạt cước là anh em tháo gì là tháo ra nha. Đó, chịu gạt cước anh em dặn tới là siết vô ha. Đó, nồi là kim loại nha cả nhà. Đó, chân máy kim loại, tay quay kim loại, nồi kim loại, bởi vì được anh em rất là ưa chuộng nha cả nhà. Đó, cho tầm giá chỉ 400 mấy thôi. Đó, em có 3 xây, xây 4.000, xây 5.000 và xây 6.000 luôn nha anh em. Đó, xây 4.000, 5.000 và 6.000 luôn nha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, 4.000, 5.000 và 6.000, em có 3 xây luôn nha cả nhà. Tay quay kim loại kim dặn luôn nha, rất là đẹp nha. Đó, của hãng đờ rong cosplay. Đó, thì dòng tua của cái con mà 4.000 là 5.2.1 nha cả nhà. Đó, còn 5.000 với 6.000 là 4.7 ha. Thì giá của xây 4.000 là 440, giá xây 5.000 là 450 và giá xây 6.000 là 460.000 nha anh em. Đó là mẫu cosplay đờ rong rồng đỏ nha cả nhà. Rồng đỏ này có hàng rồi nha anh em. Đó, anh em về hàng được rồi nha, ổng gài hết hàng, hôm nay là hãng mới báo có hàng lại nha cả nhà. Đó là mẫu cosplay đờ rong nha anh em. Đó, trong tầm giá 400 mấy anh em được con máy là thiết kế hầu như là full kim loại luôn nha anh em, chân kim loại, tay quay kim loại và nồi kim loại nha. Đó, cho anh em chơi ha. Đó, cosplay đờ rong. Đó, thì đợt này á, đợt trước thì đóng màu xanh này, đợt này mẫu máy thì đóng thêm cái hộp kiểu màu đỏ đỏ thế này anh em, rất là đẹp nha. Đó rồi, tiếp theo nữa là máy Yolo BR nha cả nhà. Nó Yolo BR em về đủ xây luôn nha. Nó trong một khúc mà giá sinh viên anh em mà cần mà xây mà nhỏ đó cả nhà, để mình câu tôm câu cá mè đồ là có xây 2.000, 3.000 nha, còn câu cha câu đồ là có xây 5.000, 6.000 đầy đủ cho anh em nha. Thì em về là đủ xây luôn 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 và 6.000 luôn nha cả nhà. Nó là Yolo BR nha cả nhà, thiết kế nó là tay quay kim loại nha cả nhà. Nó nồi kim loại nha, nấm của nó là kim loại luôn. Đó, nấm là kim loại luôn. Máy thì rất là mượt nha cả nhà, được sơn bóng toàn thân nha anh em. Nó được sơn bóng toàn thân luôn nha. Nó quay tổng thể cho cả nhà mình xem ha. Nó được sơn bóng toàn thân luôn nha, rất là đẹp luôn. Con này là trong phần thân khúc mà 200 mấy là đẹp không tì vết luôn nha cả nhà. Đó, anh em xem ha, đó là Yolo BR nha. Nó, anh em mua hàng về kiểm hàng là nó đẹp hơn trong video em quay rất là nhiều luôn. Đó, em quay trong video nhiều khi nó không đẹp bằng ở ngoài nha anh em. Đó, thì giá xây 2.000 là 250, 3.000 là 260, 4.000 là 270, 5.000 là 280 và 6.000 là 209, mỗi xây là tăng 10.000 nha anh em. Đó, Yolo BR. Đó, để cho cả nhà xem ha. Đó, đây là mẫu Yolo BR nha cả nhà. Đó, rất là đẹp, mã của nó là anh em đặt hàng là Yolo BR giùm em nha. Đó, con này nó là 5+1 bằng đạn nha cả nhà. Đó, 5+1 bằng đạn. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, dòng tua là 5.1.1 nha anh em. Đó, dòng tua nó là 5.1.1, 5+1 bằng đạn nha. Đó, còn con đờ rong này nãy em quên nói, nó là 8+1 bằng đạn nha anh em. Đó, 8+1 bằng đạn nha. Đó rồi, và mới về thêm là mẫu Yolo BR với mẫu máy cosplay đờ rong rồng đỏ nha anh em. Đó là em mới về thêm luôn, cho nên là quay lên cho anh em xem ha, cho anh em cả nhà mình xem nha. Nó là mới về thêm nha anh em. Đó,
là mới về thêm, cho nên là tranh thủ quay lên cho anh em mình xem ha. Đó. Rồi tiếp theo nữa là phao đài, nó về thêm phụ kiện nữa em. Phao đài câu đêm, phao đài mà có đèn á anh em, đó. Phao đài có đèn ha, đó. Giá 40.000 một cây, đó. Phao đài có đèn, giá rẻ, giá 40.000 một cây nha anh em. Ngắn nha anh em, loại ngắn nha. Loại này là khoảng 25 cm nha anh em, nó loại này khoảng 25 cm nha. Loại ngắn, nó cho anh em phao đài nè, câu đêm nè, đó. Phao đài nha. Rồi tiếp theo nữa là thao trộn mồi, ba đồ lặt vặt này mới về nha cả nhà. Đó, này là loại lớn, nó loại lớn này là hoành này khoảng 30 nha anh em. Nó 30 á, nó giá 40.000. Còn hoành mà 26 là giá của nó là 30.000. Đó. Mỗi xe trên ra 10.000. Cần bu la qua bờ rồ mắt nha anh em, tiếp tục nha anh em. Nó bu la qua bờ rồ mắt em về đủ xe nha. Có 2m4, 2m7 và 3m nha cả nhà. 3m15 chứ. Đây. Cần bu la qua bờ rồ mắt em đã nói thông số trước rồi, cho nên là cũng nói sơ lại cho cả nhà mình luôn ha. Bu la qua bờ rồ mắt nha cả nhà. Đó, 2m4, độ cứng là XH. Đọt của nó là 2L, anh em có thể đi câu ngâm, câu sông, câu hồ đều được ha. Cần nói giữa carbon sáng nghiếp, phen Fuji rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, xe 2m4 nha, rất là đẹp nha. Đó. Bu la qua. Đó. Bát là Fuji tem vàng nha anh em, phen là bát Fuji hết nha. Dưới đít là có ốp nhựa cho anh em nha, dưới đít là ốp nhựa. Carbon sáng ít toàn thân, ít chéo toàn thân. Bát là Fuji tem vàng, phen là phen Fuji Concept. Nó ngọn là 2L4. Nó ngọn của con 2m4 là 2L4 nha cả nhà. Đó, ngọn 2m4 là 2L4 ha. Đó. Thông số tải mồi của nó em quay cho anh em xem, 100 đến 150 g nha anh em, 100 đến 150 g. Còn xe 2m7. Đây cả nhà. Xe 2m7 tem của hãng này nó hay bị chóc lắm cả nhà. Nó tem này nó mỏng lắm, cái giống như keo nó bị mỏng hay sao á. Nó dễ chóc lắm. Khi anh em mua hàng nhiều khi tem nó chóc, con thông cảm cho em nha. Đó. Thì con này 2m7 là đọt của nó là 2L6 nha cả nhà. Đó. Xe 2m7 là ngọn của nó là 2L6 nha. Phen bát được đều như vậy hết nha anh em, cũng là phen Fuji và bát cũng là Fuji tem vàng y như nhau luôn nha. Đó. Thì con này có cái là bự hơn con 2m4 là ngọn của nó là 2L6 thôi. Đó. Tải mồi thì nó sẽ tải hơn tí xíu nha anh em, tải mồi từ 200g đến 250g nha. Đó, 200g đến 250g nha. Đó. Thì giá của con 2m7 là 1.550.000 nha anh em. Giá của 2m4 là 1.450.000. Đó, em bao ship nha. Em bao phí ship nha. Rồi tiếp theo nữa là xe 3m15 nha cả nhà. Đó, 3m15 nha. 3m15 đọt của nó là 3L8 nha cả nhà. Đó, ngọn của nó là 3L8 nha. Ngọn con này tầm khoảng 3L8. Đó. Xe 3m15. Đó. Đầu bu là 12. Đó, bu 12 nha cả nhà. Phen cũng là phen bát Fuji luôn. Đó, phen bát Fuji luôn. Đó. Thì cần thì đánh cháo, đánh mồi cám mà búng đồ là rất ok luôn nha anh em. Đó, đứt tiêu đúng đứt nhựa luôn. Thì tải mồi thì 500 đến 1000 g nha anh em. Đó, tải mồi từ 500 g đến 1 kg nha. Đó, anh em câu rất là thoải mái luôn nha anh em. Đó. Giá là 1.650.000 nha cả nhà. Đó, giá là 1.650.000. Nó cần rất là đẹp nha cả nhà. Đó. 1.650.000. Đó. Rồi cho cả nhà mình xem ha. Pula qua và đồ mắt nha. Đó. Đó là có 3 xây nha cả nhà. Đó, cả nhà mua hàng thì dòng trên 1 triệu này làm bao ship cho cả nhà mình nha. Tiếp theo nó là dòng cần Asino ngọt, đọt của nó cũng là 3L8 nha cả nhà. Đó, đọt của nó là 3L8, nó cũng tương tự như cây Bulawa nha anh em. Đó. Đọt nó 3L8 tương tự như cây Bulawa nha. Đó. Nhưng mà con này là phen của nó là phen chân ca, Fuji phen của nó là phen Fuji Seed nha anh em. Đó, phen chân ca Fuji Seed. Thiết kế là carbon sáng nếp băng caro 2 lớp nha anh em. Đó, băng caro 2 lớp nha. Thì nó tải mồi mát là 1,5 kg nha anh em, tải cá là 25 kg nha. Đó, mát tải mồi của nó là 1,5 kg, tải cá là 25 kg. Nó cán là cán hở 3 khúc nha anh em, nó cán là cán hở 3 khúc gì ha. Đó, cán hở 3 khúc, bát là bát của hãng Asino ở dưới dặn lên nha anh em. Đó, giá của con này là 1.250.000 nha cả nhà. Nó giá của nó là 1.250.000 nha. Nó giá của nó là 1.250.000. Mã của nó là cây Asino
Enretsu đó, Asino Enretsu nha cả nhà đó. À, cứ nói là Asino Enretsu nha. Thì em về cũng lắc nhắc nè, cũng anh em rồi chia lại kia nọ là cũng về cũng lắc nhắc hàng nha cả nhà đó. Tiếp theo là chục cô đài nè, nó chục quấn sẵn nè. Thì quý vị các bạn có anh em là nhiều lựa chọn món này món kia, cho nên là em quay tổng thể hết luôn. Thì về cái nào em báo cái đó nha anh em. Đó, có anh em thì hỏi hàng, có anh em thì không hỏi. Thì về hàng nào thì em báo hàng đó, anh em mua được mẫu nào thì mua ủng hộ em ha. Đó, chục nó sẵn nha anh em. Đó, 160.000 một hộp như thế này nha cả nhà. Đó, 160.000 một hộp như thế này ha. Đó, quay cho cả nhà mình xem ha. Đó, lưỡi câu tôm Pioneer em có số 4 về rồi nha anh em. Bữa không có anh em nào đặt trước đó, thì alo lại giùm em nha. Đó, Pioneer số 4, 22.000 một gói. Rồi tiếp theo nữa là bao cần nha cả nhà. Đó, bao cần thì đợt này em về đủ xây luôn, 1m2, 1m4 nè. Đó, 1m2 rồi 1m4 với 1m6 và 1m7 nha anh em, cho cả nhà mình luôn ha. Đó, 1m2 là giá của nó là 150. Đó, 1m4 là giá của nó là 170 nha cả nhà. Đó, 170 nha. Cái này là túi này là 150 đó, 155.000 đó anh em, nhưng mà tính em 150 thì cho dễ. Đó, giá là 150 nha cả nhà. Đó, túi cứng nha, cho anh em mà câu đài câu đồ á, đựng túi này rất là đẹp luôn, 1m2 anh em. Nó mà ví dụ như cần anh em muốn dài nữa thì anh em lấy túi 1m4 nha. Nó là 1m4 thì anh em đựng trong an toàn luôn, đựng cần là cần dài là khỏi lo lóng dài anh em. Đó, túi là 1m4 luôn nha. Đó, thì 1m4 thì giá của nó là 170.000. đó, còn 1m6 là giá của nó là 201 nha anh em. Nó 1m6 là 201, 1m7 là 203. Đó, rồi anh em xem được cái bao cần nào thì ủng hộ em nha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, bao cần Abu rất đẹp, túi cứng, ở dưới là có đít nhựa nha cả nhà, ở dưới là đít nhựa nha. Thì bao này là bao một ngăn nha anh em, bao một ngăn. Đó, nó bên trong thì có một ngăn nha. Đó, bao một ngăn nha. Nó có 1m2, 1m4, 1m6 với 1m7 nha cả nhà ơi. Anh em coi tham khảo xây cần của mình nha. Đó, được thì alo em nha. Đó, mấy mẫu này thì phí ship toàn quốc là chỉ 30.000 thôi, ship tận nhà, tận nơi, tận giường luôn. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là em mới xong báo là mới về được mẫu cần lông hua lực dương nha cả nhà. Đó, cần này thì bữa hổm em cũng có về rồi nhưng mà nó không đủ xây, cho nên là mới về thêm nè. Đó, đây là cần lông hua lực dương, em có đủ xây là 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3 nha anh em. Carbon sáng ít, cần siêu đẹp, siêu VIP cho anh em luôn nha, hàng chính hãng công ty luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn nha. Em về thôi là khách đặt trước 2 cây rồi đó anh em. Đó, đó, rất là đẹp nha. Đó anh em, đây là mã của nó là lông hua Limited Edition nha anh em. Đó, rất là đẹp nha, phiên bản giới hạn nó đẹp, đọt đặc 4H carbon sắn nhít. Đó, đọt đặc 4H carbon sắn nhít nha cả nhà, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, đọt đặc sắn nhít carbon sắn nhít nha, đọt đặc 4H nha. Đó, rất đẹp nha anh em. Đó, rất đẹp nha. Thì em có là tất cả các xây là 3m6 là giá 500, 4m5 là 550, 5m4 là 600 và 6m3 là 650 nha anh em. Phí ship toàn quốc là 30.000 nha cả nhà. Đó, đây là cần lông hua rồi đúp nha anh em, là phiên bản Limited Edition. Đó là phiên bản giới hạn, rất là đẹp nha cả nhà. Nó carbon sáng ít, hai da toàn thân luôn, tất cả các ấy đều hết nha anh em. Đó là nó sẵn hết tất cả hết các lóng luôn nha anh em, chứ không phải lóng một nha, tất cả các lóng đều có hết nha. Còn lóng đọt là đọt đặc 4H nha cả nhà. Đó, lóng đọt là đọt đặc 4H nha. Rồi, tiếp theo nữa em xin giới thiệu là cần câu lục. Em cũng có xây là về được là xây 3m6. Dưới đây là xây 3m9 nha anh em. Đó, cần câu lục nha. Đó, 3m6 và 3m9 nha. Đó, gì? Câu lục. Lấy ra cho khách hàng một chút. Đó, mẫu này thì khen tứ tròn như thế nè. Nó khen là khen tứ tròn nha, thiết kế là carbon nha anh em. Đó, thiết kế là carbon.
Đó, đít của nó đây nè, đít nó là kim loại nè, đít nó là chẹo là kim loại có gắn nha. Bát là bát hãng nha anh em, bát là bát hãng nha. Phen là phen hãng luôn nhưng mà xíu tròn nha cả nhà, là phen là phen hãng luôn xíu tròn. Đó là cần câu lục nha anh em. Đó, đó. Phen đề 3 là có ship được nha anh em, phen đề 3 là ship xuống được. Đó, đây thiết kế là carbon nha cả nhà, nó đầu bu đây và phen của nó đây. Đó, quay cho anh em xem ha. Đó, các phen nó đều kéo lên xuống được ha. Đó, phen ship đây là đầu bu của nó đây nè. Đọt con này là 2.6 nè cả nhà ơi, đọt nó là 2.6, có hai độ dài 3.6 và 3.9 nha anh em. Đó, anh em xài được 3.6 hay là 3.9 thì đó cứ alo dùm cho em nha. Đó, có hai xây hai độ dài. Đó, cần có một màu duy nhất anh em, màu nâu đen nha. Đó, của hãng Biona. Khi mua cần sẽ có một cái hộp như thế này kèm theo cho anh em một cái bao giải bên trong nha cả nhà. Nó bao giải bên trong đây là thông số của nó luôn, tải chì từ 120 đến 200 gram, nó tải cá là 9 đến 18 kg. Đó, rồi cho anh em xem ha. Đây là Biona Tanaman, nó cần câu lục đó, cho anh em chơi ha. Anh em không thích câu lục thì anh em muốn lấy đi câu gì cũng được thì anh em nha. Nó 3.6 với 3.9 nha anh em. Đó, thì em xin công bố giá của em nó luôn cho anh em ha. Giá của cây 3.6 là 880.000 anh em. Giá của 3.6 là 880.000. Đó, giá của cây 3.9 là 950 nha cả nhà. Nó hai xây chênh lệch nha, 70.000 nha. 3.9 là 950, 3.6 là 880. Đó, anh em xem được cái mẫu nào thì order dùm cho em nha, alo dùm em nha. Đó nghe nha, anh nhắc lại nha, giá 3.6 thằng câu lục Biona xí tròn nè thì giá của nó là 880, còn giá 3.9 là 950 nha anh em. Đó, rồi tiếp theo nữa là mẫu cần lua giá rẻ nha cả nhà. Nó cần này em về là có xe máy ngang và máy đứng 2m1 và 2m4. Cây máy ngang là có 2m1 nha anh em, độ cứng là độ cứng là M nha. Đó, độ cứng là M đây. Để em có hai xe, cây là mẫu cần đờ vi nha cả nhà. Mã của nó là cần đờ vi nha, thiết kế của nó là carbon nha cả nhà. Mà cần là phân khúc là giá rẻ luôn cho anh em chơi nha. Đó, giá rẻ cho anh em chơi ha. Đó, giá của xây 2m4 là giá của nó là 200. Giá của xây 2m1 anh em, nó máy ngang máy đứng đều bằng giá nha. Đó, máy ngang là 200, ngang đứng là 209, còn mà 2m4 là ngang đứng là 320.000 nha anh em. Đó, một cây cần lua chỉ 209 và 320.000 thôi. Đó, anh em xem đi, giá cực kỳ mềm luôn nha. Đó, thiết kế là carbon, là cán hở ba khúc luôn. Nó độ cứng của nó là xe M nha anh em. Em có 2m1 và 2m4 nha cả nhà. Đó, anh em nhanh tay lên giùm em nha. Đó, cái 2m1 và 2m4 nha, đầu bu của nó là chống sắn luôn. Đó, anh em thấy cực kỳ chưa? Đó, giá rẻ mà đầu bu chống sắn luôn nha. 2m1 là 290 cả nhà ơi, 3m là 240 thôi, giá cực kỳ mềm luôn nha. Đó, rồi tiếp theo nó là mẫu S Plus nha cả nhà. Đó, S Plus này em có xe 2m1 nha, máy đứng và máy ngang luôn nha anh em. Đó, giá máy đứng là 2.620, giá máy ngang là 650 nha cả nhà. Đó, của S Plus này thì mỗi xe nó chênh lệch nha 30.000, của máy đứng máy ngang thôi, nó chênh lệch cái máy đứng máy ngang thôi. Đó, S Plus nha, thiết kế carbon là sắn ít nha cả nhà, đầu bu là chống sắn nha, độ cứng cũng là M luôn, đầu ngọn của nó là 2.2 nha anh em. Đó, cần máy đứng và máy ngang, carbon sắn ít chéo, S Plus rất đẹp nha. Đó, Monster F Plus nha. Đó, độ cứng là M nha cả nhà, tải cá là 6 đến 7 kg nha. Đó, rất là đẹp nha, tải cá là 6 đến 7 kg, rất là đẹp. Cán là cán hở như thế này, cần lui như thế này nha anh em. Đó, cực kỳ đẹp cho cả nhà mình ha. Đó, thì giá là 620 với 650 nha cả nhà.
Rồi tiếp theo nó là mẫu Abu và lắc mắt đó, cũng là carbon sắt ép luôn đó, quay cho cả nhà mình xem ha. Đó, đầu bu chống sắn, đọt của nó là 2.4 ly, con này là độ cứng mà hát. Con này anh em mà câu nhé thiệt á, thích cây cần mà đánh độ lực mà cứng á thì anh em chơi mẫu này cho em nha. Mẫu này anh em đánh độ lực và cứng là thoải mái luôn nha anh em. Đó, giá là 570.000 một cây nha anh em, xe 2.4 nha. Giá của nó là 570.000, là phen bát thường của hãng nha anh em. Thiết kế là carbon sắn nghiếp nè, đó, phen bát thường của hãng, carbon sắn nghiếp, độ cứng mà hát nha anh em. Đó, tải cá là 10 kg. Đó, đọt 2.4 ly, bao cứng cho anh em luôn, bao bạo lực cho anh em luôn nha. Đó, 570 tính tiếp là 30.000. Tiếp theo nữa là cần lua nai vợt cái cả nhà, quên cần câu sông nai vợt là em về được là 1,5 m với 1,65 m nha cả nhà. Đó, 1,5 m với 1,65 m. Đó, giá 1,5 m là 150, 1,65 m là 160 nha cả nhà. Đó, cần nai vợt rất là đẹp luôn, nó có 3 màu rồi. Đó, xanh lam, tím và đỏ với xanh lá, 4 màu luôn, lộn xộn tùy theo xây. Anh em mua sớm thì còn đủ xây, mua trễ thì còn xây nào lấy xe đó giùm em nha. Đó, đó rất là đẹp luôn, giá chỉ 150 một cây, 1,5 m thôi, 160 cây, 1,65 m. Ba cây đỏ là có khách đặt luôn nè, anh đặt hôm qua, đáng lẽ em gỡ hôm qua nhưng mà hôm nay mới về kịp, hôm nay gỡ trễ với anh ngày à. Đó, ba cây luôn nha anh em, ba cây 1,65 m anh đặt rồi nè, 160 cây, ba cây là 480. Rồi, em được xin chào cả nhà luôn nha. Cả nhà mua coi được mẫu nào mua được á, thì ủng hộ em với nha. Nó địa chỉ shop ở số 370 Nguyễn Huệ, là số 82 quốc lộ 30 cũ ha cả nhà. Đó, số 8. Cần câu thì có đầy đủ, cần câu máy câu dây câu rồi đầy đủ để phục vụ cả nhà mình luôn ha. Quên nữa chứ, còn cần Togo nữa. Cần Togo 7 màu nữa nha cả nhà. Đó, thì em mới về thêm nữa nha. Em có cắt xây là 1,8 m, 2,1 m, 2,7 m, 2,4 m, 2,7 m nha anh em. 1,8 m là giá 550, 2,1 m là 580, 2,4 m là 601 và 2,7 m là 640. Nó cần có bảo hành ngọn lóng trên là 1 năm nha anh em, nó bảo hành lóng đọt là 1 năm nha, một lần cho anh em nha, 1 năm một hàng một lần lóng đọt cho anh em nha. Anh em chơi thì gãy thì báo hãng, thì hãng sẽ có gửi về cho anh em bằng cách bảo hành điện tử, là anh em cào mã số đây, soạn thông tin nhắn gửi đi, hoặc là liên hệ trực tiếp ở shop mình mua, cũng như liên hệ trực tiếp ở shop em thì em gửi cho anh em luôn cũng được ha. Đó, thì cần Toro này á thì độ cứng của nó là MH cho anh em. Đó, độ cứng MH, mẫu này là mẫu đờ rong nha anh em, Toro đờ rong thì độ cứng MH. Cần này nổi tiếng rất là trâu bò và vàng khoen của nó rất là đẹp nha anh em, nó vàng khoen xéo nha, độ cứng MH. Đọt con này là 2.4 ly nha cả nhà, tải cá là 8-10 kg nha, bự hơn thì tùy theo anh em mình dìu ha. Thiết kế là cán hở 3 khúc nha, có một màu duy nhất màu titan đó, còn mẫu khác thì không có mô hành cho anh em. Mẫu này màu này thì mẫu mới nhất là có mô hành cho anh em luôn đó. Rồi em được xin chào cả nhà nha, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Đó, mã của nó là Toro 7 màu nha cả nhà, 1,8 m là 550, 2,1 m là 580, 2,4 m là 601 và 2,7 m là 640. Phí ship toàn quốc là 30.000 hoặc 40.000 thì theo xe dài ngắn cho cả nhà mình nha. Hai cây trở lên là em bao ship nha anh em. Đó, cả nhà mua cần, mua máy, mua túi, mua gì đó, phụ kiện gì đó thì cứ alo cho em nha. Em được xin chào mọi người. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.